Sơn à, chào cả bà con. Tiếp tục thì bữa nay Đắc Sơn chia sẻ cho bà con cái cách bón phân cửa một cho lúa hè thu năm nay. Thì đối với vụ hè thu năm nay thì nó cũng rơi vào cái tình trạng là nắng nóng ha, nắng nóng như là vụ đông xuân, nên là bà con mình lưu ý về cái vấn đề thứ nhất là quét cỏ lớn, bà con tranh thủ quét 3-4 đêm, tại vì thời tiết nắng nóng á, đất mình mau khô thì nó về tình trạng cỏ nó phát triển rất là mạnh, nên là mình quản lý sớm nó sẽ quản lý tốt. Hay còn nếu bà con quản lý trễ thì có thể là còn sót cỏ đó, tại vì cỏ nó lớn nên là thuốc nó sẽ không diệt được, cỏ nó có sẽ tính tháng. Nên lưu ý trong vấn đề cỏ đều bà con được sao lưu ý xả lúa thì lưu ý 3-4 đêm bà con nên lưu ý diệt cỏ cho nó tốt ha. Thì về các cái vấn đề cỏ tiền để mầm hậu để mầm bà con quản lý tùy theo cái tình hình cỏ từng vụ của bà con á, cái nền đất bà con á, cỏ gì có gì con bếp mà bà con quản lý thuốc cho nó xịt cái liều lượng cho nó ok ha. Và nói về bón phân cửa đầu thì đối với thời tiết nắng nóng á, thì nói về nắng nóng thì bà con mình cửa đầu đối với lúa thì cũng không có cần nước đâu, đối với cửa đầu 7-12 ngày thì lúa nó không cần bao nhiêu nước hết trơn á, và đặc biệt là lúa nhỏ nếu mà giai đoạn nắng nóng này bà con lấy nước nhiều thì nó sẽ gây áp cây lúa ha, không có phát triển được, nó sẽ hơi phát gây ức chế về quá trình phát triển bô rễ nè và đẻ nhánh nè, nó rất là yếu ha, nên bà con chỉ lấy nước xem xét thôi, tại vì thường thường mình 7-8 ngày bà con mình chạy cửa rồi đâu có lâu đâu nó, nên là không cần đi giai đoạn đầu nó không cần nước ha. Thì bà con để nước xem xét này, bà con bón phân thì nó sẽ giúp cho cái lúa phát triển tốt hơn, nó không có bị ảnh hưởng nhiều nắng và phát triển bộ rễ rất là tốt luôn. Còn bà con lấy nước nhiều vô cái lúa bà con sững đó, để nhánh yếu luôn đó ha. Thì nó tùy theo cái tình trạng mà bà con mình bón phân ha, cái giữ cái mực nước bón phân ha. Thì ở đây Hắc Sơn chỉ lấy cái mực nước bà con thấy là xem xét à, rồi Hắc Sơn bón phân qua đêm mai, qua đêm mai cho nó bắt phân nó phát lên thì bắt đầu Hắc Sơn Mỹ tiến hành lấy thêm mớ nước nữa. Thứ nhất là nước dậy thì nó hạn chế quá trình ốc nè, hạn chế quá trình ốc ăn rất là ok luôn, mà bẻ phân vô thì nó bắt rất là nhanh tại vì nó không bị loãng nước nhiều. Và ở đây thì cái cây lúa mà con thấy nó phượt không, thì cử gọi nó sao quét có lớn á, thì có kèm thêm thằng hy lăng để cho nó phượt, phượt đây là phượt chống về tình trạng là ngập nước với ốc ăn, và có thêm thằng phân bón hữu cơ vô của công ty ít mắt là rộ, thì thấy bà con thấy cái bộ lá lúa rất là xanh ha, không có bị cháy xanh nhưng mà phát triển rất là tốt. Thì cỡ này thì bón phân vô nữa thì nó phát triển rất là ok ha. Thì đối với thuốc thì xịt nó có hơi sựng ha, tại vì thuốc cỏ thì thường xịt nó bị sựng đó. Thì mặt nước xem xét khi mà con bón phân vô nữa thì nó bắt lên, thì trong vòng bữa nay 9 ngày nè, trong vòng 9 ngày tới 12 13 ngày bắt đầu đẻ nhánh rồi, nó mau lắm ha. Lúa là này, cái này là 380 ha mọi con đó. Thì nói vấn đề 380 thì một số bà con mình canh tác nó nói nó rất là 380-34 đó, nó rất là chịu UG ha. Nhưng mà trong cái vấn đề lúa Sơn đó bà con, trong vấn đề lúa về cái thằng học bự nè, 504 380 34 rồi ba cục củ long 365 rồi đó, thì có tình trạng là lem hạt ha, do cái tình trạng bà con mình đi dư đạm đó, lem hạt và vi khuẩn rất là nhiều là do cái tình trạng dư đạm đó. Thì trong canh tác thì vụ này thì Hắc Sơn canh tác để cho bà con mình nắm bắt thêm ha, dụ những cái giống học bự để quản lý tốt vấn đề là lem lép hạt do cái tình trạng con đi phân đó, và quản lý thuốc chưa tốt, nó tùy theo từng giống á, không phải là nếu nó đối giống thằng OM18 là vụ đông xuân rồi Đắc Sơn không sử dụng vi khuẩn luôn, nhưng mà không có bị ha. Còn đối với những cái giống này, hồi vụ này giống 380-34 nè, vụ đông xuân nè, không có mưa không gì chăng mà vi khuẩn bị lem lép hạt rất là nhiều ha. Thì do cái đặc tính từng giống lúa mà mình có cách canh tác và phun thuốc nó phù hợp để hạn chế về cái dịch hại và gây cái năng gây thất thoát cái năng suất cho bà con mình ha. Rồi con thấy lúa rất xanh tốt ha, do đang xịt hy lăng với bổ sung hữu cơ vô, bổ sung phân lá hữu cơ vô thì lúa rất ok đó. Còn về phân á, thì Đắc Sơn chia sẻ cho bà con cách gãi, thì nói chung thì cách gãi này nó sẽ phù hợp với tất cả các đất hai vụ luôn, tại vì bây giờ đất hai vụ cũng chai đất rồi, không có phù sa đâu ha. Thì chung các cái vùng, đặc biệt là các cái vùng ba vụ thì bà con áp dụng theo Đắc Sơn là rất là ok luôn ha. Có thể bà con mình tham khảo, xem tham khảo video của Đắc Sơn tham khảo để bà con mình có thể là những bà con nào chưa biết làm lúa thì bà con mình có thể là tham khảo áp dụng làm theo, đặc biệt là các cái vùng đất ba vụ này, Châu Phú nè, Châu Đốc nè, Tịnh Biên nè, Chi Tôm, các vùng đất ba vụ là nó Đắc Sơn đi vòng vòng các vùng đất ba vụ trong An Giang này thấy đa số ba vụ là chai đất hết ha. Phú Tân, Tân Châu, những vùng ba vụ á, và đặc biệt hai vụ đây đó, những cái vùng đất hai vụ thì từ từ nó cũng sẽ thành ba vụ à, nó không có dinh dưỡng ở đâu, mà con thấy cái nguồn nước phù sa vậy nó đâu có đâu, tàn là nước không à, nó biết cái chai đất với cách con sử dụng thuốc biết là nó chai đất hết. Thì về bón phân cửa đầu thì trung bình nó là 7-12 ngày, thì đối với cửa đầu này thì bà con mình chỉ là nên bón UG thôi ha, không có kèm phân gì vô chi cho nó mất công, nó tốn tiền mà nó không có lại hiệu quả nữa.
không có cần cái lăng hay là kali gì cái giai đoạn đầu đâu, thì bà con mình nên để là cái cửa hai đó. Và cửa cửa hai thì nó tùy dụng đất mình, thì Sắt Sơn tiếp tục chia sẻ tiếp. Cửa đầu thì Sắt Sơn bà con để tiết kiệm cho bà con, thì bà con bón 1.300 m², một nói chung là một con cắt đó, 1.300 m² đó là 10 kg UG. Thì 10 kg UG đây bà con muốn bón UG cũng được, 10 kg UG cho 1.300 là vừa đủ đó. Vừa đủ cho nó phát triển rồi nở cây luôn đó, nở cây sớm luôn đó. Nhưng mà nước đừng có để nhiều hết, bà con nên để mực nước nó xem xét thôi. Mà nếu muốn để mặt nước xem xét được như vậy thì bà con nên vẫn lý cỏ cho nó tốt ha. Thì nói chung nó sao vẫn lý cỏ, thì nói chung cũng được 80 mấy 90%, nói chung cũng còn sót không đường nào mà chảy khỏi, sót một chút ít thôi ha. Đó thì đây sân tiến hành bón thì nó cứ đầu nó sân cũng khi bà con nên là bón UG thôi, công tầm cắt 10 kg UG trên 1.300 m² là ok đó. Rồi tới 18 ngày 18 20 ngày bà con Hắc Sơn sẽ chia sẻ tiếp để cách bón phân sao cho hợp lý để lúa phát triển, thì Hắc Sơn chia sẻ tiếp cho bà con nhé. Rồi thì Hắc Sơn chia sẻ cho bà con cái cửa này, Hắc Sơn bón cửa đầu cho vụ hè thu này, tất cả các dụng đất bà con sao có thể áp dụng là 10 kg UG trên 1.300 m² để tiết kiệm chi phí mà lúa phát triển ha. Và nước không để nhiều hắn, lưu ý nước không để nhiều hắn, xem xét thôi. Rồi Hắc Sơn chào bà con.